Đây, hướng dẫn anh em cài đặt Google Chrome với Cốc Cốc. Vào đây, đầu tiên là vào cái trình duyệt, vào Google. Rồi, em đánh chữ Chrome vào đây. Em vào Chrome, anh em vào tải cái Chrome xuống hôm nay. Và kích tải xuống Chrome này. Chưa thấy nó về thì ấn vào đây. Đây, nó về đây rồi. Đặt cốc cốc anh em cũng gài tương tự. Đây anh em vào Google đây. Anh em vào Google đây. Đầu tiên là anh em vào trang Google. google.com.vn, đánh chữ cốc cốc lên. Vào trình duyệt cốc cốc thôi. Tải xuống. Anh em nhớ tắt hai cái này đi, mỗi lần khởi động nó không khởi động cùng máy. Đấy, vậy là anh em đã cài xong Google Chrome với Cốc Cốc phiên bản mới nhất. Đây là Google Chrome và Cốc Cốc. Vào YouTube. Đấy. Anh em có thể vào Cốc Cốc đây. Vào Facebook. Ok anh em.